Chào các bạn nha, rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh của Thành Chân Hồ. Buổi chiều hôm nay Thành đi ngang qua đây lại gặp thấy em Thần Đồng cười rắn hổ mang chúa đang ngồi uống cà phê thư giãn. Chào này. Đi, chào quá đi. Ngồi. Chào khán giả đi quay. Xin chào, chào khán giả. Đi. Chào các bạn. Này tên gì nhớ không? Thành gì? Mười. Ở ngoài bên kia tí con này tên gì nhớ không? Ngoài. Thành. Ngoài mới tên gì? Thành gì Thành channel Thành channel cuối tàu trên mạng cuối tàu này tàu FPV tôn non xài Minh gì Minh nước TV FPV FPT Minh Nước TV nhớ chưa? Em này chiều nay đi không chuyện, không chủ mà gặp em lớn nhỏ chạy đang đi thì gặp rồi. Dạ, làm sao lại đau gì, đau răng hay là đau chân? Hôm qua là tôi nhìn thấy là chồng kia nhá, mà không có kêu gì nha. Hôm qua là phát hiện là nãy nó bị nó khóc à. Đó, phát hiện là chồng kia đấy. Mày có bắt nhiều quá, nó nhồi quá. Phát hiện là chồng kia rồi tôi nha. Tôi có kêu là khi hỏi là đây các bạn này, công việc của em Thần Đồng và Lá Nổ Mang Phố thì công việc của em là cứ sáng thì mua là còn phân chung quay xóm này xem ai có cái chai thì gọi cho xong cái về bán được tổng nào ấy, là không làm nhưng mà nghiện lắm, thuốc này, rượu này, bia này, cà phê này đó. Đây là địa bàn của anh. Đây là chủ yếu là dân là bản xóm người ta kêu người ta cho nhìn thấy người ta cho thì chứ còn anh như đâu kiếm chỗ nào đâu mà kiếm biết chỗ nào đâu mà đấy. Công việc đấy. Sáng nay là làm một cuốc rồi là làm một cuốc chiều. Đây là công việc của em là hoàn cảnh em thì cũng tăng thương tại bố mẹ chết hết rồi. Bình thường là rắn nước thôi đấy nhưng mà lúc mà lên sơn thì cũng ghê lắm đấy nha các bạn nha. Nhiều bạn thì bình luận là nhìn anh cái người không lành rất bình thường hiền lành đấy nhưng mà lên sơn đây thì cũng ghê lắm đấy. Có băng chúa đấy. Hôm nay kiếm đâu ra cái nón đây? Như vừa nãy bạn nào lại cho cái nón rồi? Giờ có đồng hồ. Mưa không? Có cái không mưa không? Mưa to rồi. Mưa đang mưa to thì chạy thôi. Mưa to rồi chạy thôi. Đấy xe vô. Đang mưa đấy. Đấy xe vô. Không mưa. Không mưa. Không mưa đâu. Ôi giời. Thấy em mà trời nó mưa. Thấy mặt trời nó mưa mà nó mưa. Nha, coi lại coi. Coi lại coi. Trời ơi, nãy trời mưa. Mấy giờ rồi? 3 giờ rồi. Trời sầm mít. Anh dậy. Nãy uống rồi nha, trời nãy giờ rồi, 3 giờ rồi. Mới có 1 giờ nắng chết luôn. Ừ, nắng quá mà. Nói 3 giờ. Đó, đi nhiều quá da đen hết mà không có áo, không mặc áo mặc sống gì hết. Nóng lắm. Nóng rồi. Nóng le lửa luôn kìa, le lửa kìa. Nóng lắm trời ơi. Đây mặc 2-3 áo đi. Ngươi, không mặn.
đi này về rồi nó cảm nắng rồi nó nhiễm nắng vào rồi bệnh đấy. Ấy anh à, con gái chỗ cho nó vô rồi nó qua. Bao quạt đi. Đi nhớ. Thôi không cần quạt. Đội cái nón vô. Đồng cảm. Nhớ đội cái nón vô. Nãy giờ cũng vui à. Cửa. Nói chứ cứ ngừ điều. Đội cái nón vô đi rồi nhớ đội nón cho mặc cáo. Dạ, con nón quẻ mời. À, đội vào cho nó đỡ bệnh. Chờ bỏ nó có rồi mà quá. Bỏ nó gì? Mai ra bốc nhà. Muốn con sơn trăm màn bốc nhà. Rồi ra. Con dặn rồi. Chạy mày. Con trắng. Trời trời. Giờ nó đang về à? Quên. Nãy giờ chở kèm thôi chưa? Giờ anh đang về nha. Không bây giờ ha. Dạ hết thầy ơi. Không bây giờ hai chú cháu về. Ở đây tự đi. Hôm nay các bạn này hôm nay thần đồng chiêu đãi cà phê bọn mình. Ừ dạ. Tức là tí nữa thần đồng trả tiền. Hôm nay mình được uống tiền chùa mình không phải mất tiền. Rồi, trả tiền nghe. Hai trả. Trả rồi, không nghe, không tủ, rả rồi. Có tiền không? 10.000 hả? Sao có 10.000 tiền đâu hết rồi? Có bóp đầu. Tiền đi đâu hết rồi, có 10.000. Tiền bỏ bóp, dấu. Không có. Đầu lại bóp gà tình đi. Lấy bóp gà không có thì vừa thì tả. Có đạn không à? Đâu? Ôi, sáng qua hôm qua uống bia không thấy kêu gì. Xong hôm nay giờ lại cà phê đây. Hôm nay được đãi cà phê, không mất tiền. Hôm nay chú em này ấy lắm. Chú em này khỏe lắm. Hút ít thuốc thôi. Viêm họng đấy. Dương à. Mua gì? Không. Cái này không mau tan lắm. Bởi là giỡn. Chú mua chứ ai mua? Tôi đâu biết gì đâu. Chú lúc chứ là cái này nó xíu à. Mua cái bự à. Nhỏ xíu thôi, hút ít. Tôi dài ạ. Ít thôi. Hút thì điếu to bằng cái ngón tay cái này nên thì đòi thuốc ở đâu to bằng cái ngón tay cái. Đó, ơi trời ơi. Ui, trời ơi, chuyên nghiệp chưa? Những nàng điêu này. Wow. Cà phê gái đẹp ở đâu? Quán nào có gái đẹp? hôm nay tôi bao chú. Chú đưa anh đi trong cái quán cà phê nào mà gái nào em nào đẹp cho tôi sờ cái tay cho nó mát đi. Có không? Có rồi đấy. Phát hiện thì có rồi. Đến nào nhớ không? Hey. Wow, nào cũng mì à. Bia đó. Chú có nhắn tin cho tôi đâu mà. Ba uống bia, ba lon bia. Ôi trời. Anh chọn bia cọp. Con cọp đâu luôn. Uống bia. Ai trả tiền? Bia là còn. Nè, uống bia ai trả tiền? Không, ăn cho hả? Bia này cả cho. Cả cho hả? Ai vậy, cái lâm dây, ghé cả cho. Bia. Bia lạnh á. Thế mà sao nhậu bia mà không thích nhắn tin cho tôi gì? Có điện không? Không bia tơ quá. Say quá, quá, tê quá, không điện, trời ơi. Đá điện đóm gì chết rồi.
xỉn rồi. Là còn xỉn rượu nữa. Xỉn rồi. Cái gì mà ngày hai, cứ mỗi một ngày một phát hiện mới thì ngày hai ly cà phê thế này thì chết à? Ok. Phì phèo thế này. Mê chăm cho anh Trâm 500 ngàn. Đang nghèo đây, đang hết tiền này, đang xin đây này, đang xin bánh tráng đây này. Tí nữa xin bánh tráng bỏ trên bánh tráng còn có 20, tí nữa cho có 10 ngàn đây này. Khổ đời rồi đây này. Thất nghiệp rồi. Thất nghiệp rồi đâu có gì đâu. Thất nghiệp rồi. Công ty nó đuổi. Bữa nào đi theo đụng dây chai được không? Cái nào cho anh theo một dây tay được không? Được không? Đây đồ quá anh đi. Đó. Anh thích kéo. Ui. Úi dồi, úi dồi. Này, kéo cái xe của anh đi. Nên trai hắn vái vậy. Ô trời hắn vái. À, kéo cũng cái nhà. Đó 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 lên cơn rồi đấy. Thôi trả lại. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Các bạn. Đấy các bạn đừng. Các bạn mới động chạm. Đừng có đụng cái. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn cứ nói là nhìn anh hiền hiền đâu. Nên cơn nên là hổ mang chúa đấy, thế mới gọi là hổ mang chúa chứ bình thường thì chỉ là con rắn nước thôi. Thế nhưng mà nên cơn là hổ mang chúa còn phải chạy. Nhìn gì? Đấy, nhìn gì? Ghê lắm đấy, nên cơn rồi đấy. Quay cho nhỉ nha. Cho nên là thật sự với các bác à. Các bác cứ bảo sao nhìn anh cũng thấy hiền, hiền đâu mà hiền. Bình thường này là hiền thế thôi đấy. Hải kim mà. Nên cơn là cũng ghê lắm đấy. Đây đây. Cái nói của quần ông Khởi Kim gà. Đó. Thôi đừng có ái vậy ta. Không có thương. Ông con cỡ miếng gà. Cỡ ông nước gà nữa. Đó. Quảng. Úi giời. Tới quảng đốt. Đốt áo. Thấy không? Mà thấy rồi. Ông má con thấy rồi. Ông kêu mà. Quay như hồn mà. Đó. Các bạn thấy không? Hiền đâu mà hiền. Đó, ngồi như này là rắn nước này nhưng mà vớ lên cơn là có băng cứa chứ hiền gì ông này. Thế mà em bán không trái ngon nên luôn ra không bán gì cho tôi á. Thật sự nói thật với các bạn nắng em thật đầu tuổi rắn thì nói chung là thần kinh thì nói chung nó cũng không được bình thường cho nên là nhiều khi là hiền đấy nhưng mà nhiều khi nên cơn thì cũng ghê lắm đấy các bạn nha. Mấy cái đợt trước là mấy người kể là vác gạch chung là ném gạch chạy đuổi săn mấy người trong xóm chạy ghê lắm không phải đơn giản. Nó nấu đồ ngon ngon thật nấu. Nhiều giá 3.000 con. Không vợ lắm. Dạ. Không có vợ. Không, trên có 2.000 à. Trên lại có chia sẻ cho các bạn là xem nha, các bạn nghe thần đồng rắn hổ mang chúa tâm sự. Chỗ quán này à. Cuộc sống của em chỗ là như vậy cái chung mình đâu à. Biết nhà cái chung không? Cái chung mà. Đó, trời ơi. Cái chung nó nhỏ nhỉ. Ghê ghê. Cái chung nó như vậy nhỉ. Cái nhỏ nhỏ chút nữa. Ghê. Đúng như trái rồi à. Đúng không? Ăn được không? Trái đó ăn được không? Trái giống gì nè. Làm cho máy à. Cà phê. Ăn được không? Cái trái sung ăn được không? Mà. Ông này cái gì ông này cũng sơi hết đấy. Trời ơi, ớt thì ăn hàng uống. Quên, cà phê trứng lá này 2 ba ly thế này thì chết rồi. Rồi. Khuyên không nói, nói không có nghe. Cái ra đèn cháy đèn thui hết tao quá. Tội nghiệp. Tao. Cái. Nhưng mà tao.